Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop bán phụ kiện đồ chơi nhá. Hôm nay giới thiệu với anh em cái lô hàng mới về băng keo ngụy trang, băng keo ngụy trang. Hôm trước là tôi có giới thiệu cho anh em về cái mẫu băng keo ngụy trang màu rèn di động nhá, có lô hàng băng keo rèn di động. Đấy. Thì có hứa với anh em là tiếp tục đặt cái hàng băng keo ngụy trang mà là 3D, hàng 3D. Nhưng hôm nay là về cho các bác là mẫu hàng 3D mỏng nhé, hàng 3D mỏng này, đây này, từ cái cồn bên này sang cái bên này, đó là 3D mỏng nhé. 3D mỏng thì sẽ có hai màu nhé, hai màu này. Thế còn băng keo vải thẳng không qua dán thì là có màu đèn di động này, đèn di động này nhé. Thì mấy hôm nữa sẽ có cái băng keo 3D hàng dày về nhé. Thì hôm nay giới thiệu chính cho các bác đó là hai mẫu băng keo 3D. Một mẫu 3D, hai mẫu băng keo 3D nhé, hai mẫu băng keo 3D, hai màu khác nhau. Thì cái này thì tôi nói là màu lá cỏ khô, còn một màu là màu lá cây khô nhé, lá cây khô. Đây anh em xem kỹ nhé, đây hai màu này. Đấy, hai màu đầu tiên là màu lá cỏ khô nhé, màu lá cỏ khô. Đây, cái này là chất liệu bằng vải, ở ngoài có phủ ni lông gọi là 3D chống thấm nước. Màu lá cỏ khô là màu như này nhé. Đây, màu lá cỏ khô này. Một cuộn này thì sẽ dài 10m nhé, dài 10m. Giá tiền là 120 bao phí chuyển phát chậm đấy nhé. Tiếp tục, đây là cái màu lá cây khô, màu lá cây khô nhé. Đây, nó là chất liệu 3D mỏng, có láng một lớp bóng kính ấy, để chống thấm nước ấy, nhé. Đây, màu lá cây khô này. Tôi sẽ xoay từ cho các bác quan sát màu cả quận nhé. Đối với màu lá cỏ khô này thì là tương đối giống nhau, tương đối các quận đều giống nhau ấy nhé, nó các quận đều giống nhau, trên nhảy nhau không nhiều nhé, trên nhảy nhau không nhiều nhé các bác nhé. Thế còn đối với màu lá khô này thì nó sẽ có quận màu sáng hơn, có quận màu tối hơn, ví dụ như quận này thì nó nhiều phần màu hồng hơn thì nó sậm hơn nhé. Thế nhưng mà nói chung là quận nào cũng đẹp. Cái này gọi là lá cây khô này. Bác lưu ý kỹ nhá. Tôi giới thiệu và nói tên quận băng keo. Các bác muốn mua quận băng keo nào thì các bác vui lòng nói lại với shop nhá. Đây là mẫu quận băng keo 3D mỏng màu lá cây khô, màu lá cây khô nhá các bác nhá, màu lá cây khô này. Thế còn bên này là băng keo 3D mỏng nhưng mà là màu lá cỏ khô, màu lá cỏ khô này. Màu lá cỏ khô. Thế còn băng keo dưới này là băng keo rèn di bộ đội, màu rèn di động nhé, rèn di động các bác. Đấy, bây giờ điển hình trong clip này là sẽ có 3 cái mẫu chính cho các bác lựa chọn để các bác mua mẫu nào, vui lòng nói rõ nhé, vui lòng nói rõ với shop để tránh tình trạng nhầm lẫn nhé. Thế mấy hôm nữa thì sẽ có cái mẫu băng keo 3D dày. Đây là cái băng keo ngụy trang để cho các bác thực tế hơn. Và cái màu lá cỏ khô thì tôi đã bóc ra một quận, anh em đang thử dán đây. Các bác nhìn thấy màu thực tế này, không qua cái lớp ni lông nữa. Ở đây là có một cái lớp giấy bóng nó mọc lại để chống nước nhé, chống nước và cho chống sạch, chống bụi bẩn đấy. Bây giờ tôi đã móc lớp vào rồi. Đây, các bác xem từ từ này, quay kỹ anh em xem rõ nhá. Đây, rõ màu lá cây lá này lá cỏ khô nhá, thực tế là màu lá cỏ khô này. Đây, chất liệu của nó là bằng vải nhưng mà nó có phủ một lớp bóng kính ra ngoài, phủ lớp bóng kính ra ngoài và bản thân của nó là có keo, bản thân nó có keo nhé. Keo rất là chắc ạ, keo rất là chắc luôn. Đối với cái băng keo này thì ứng dụng cho các bác vào rất là nhiều việc. Các bác cuốn cành, cuốn củi, cuốn cành cuốn củi. Như điển hình tôi đây thì tôi sẽ cuốn cái cây xào, xào treo chim và cái mẫu 5m để tôi đi tôi đánh xẻ nhé. Cuốn thử cho các bác xem này. Cái này là nó là chất liệu vải 3D này, có phủ một lớp bóng kính. Đây. Dính rất là chặt nhá, nó có băng keo luôn, nó có keo luôn. Các bác nghe nó có keo luôn. Dính rất chắc chắn luôn. Đây các bác quấn chéo làm sao lựa cho nó đan vào nhau. Nó vừa chạm vào nhau. Để nó tiết kiệm nhé. Cái này cực kỳ chất, cực kỳ đẹp nhé các bác nhé.
Mình thích là đẹp luôn. Đấy, bạn thấy nhá, rất là đẹp nhá, bằng keo 3D. Đây là cái màu này là màu lá cỏ khô. Đây, tôi cuốn cho các bác xem thử một đoạn này. Nó lên màu rất đẹp nhá, lên màu rất đẹp. Đây, nó lên màu thực tế này. Con này là đạt độ dài 10 mét các bác nhá. Đạt độ dài 10 mét và đã có keo luôn rồi nhá các bác nhé, đã có keo rồi. Hôm nay là giới thiệu với các bác về ba cái mẫu băng keo, ba mẫu băng keo. Các bác chọn mẫu nào thì mua đầu nói rõ với shop nhá. Ba mẫu này, một mẫu là băng keo vải màu rèn ri mùa hội, gọi là băng keo rèn ri đậm nhá, tại vì nó còn một mẫu nữa, nó là rèn ri nó vàng hơn, còn cái này là rèn ri đậm hơn, độ ngụy trang nó tốt hơn, là rèn ri đậm này. Tiếp theo là băng keo 3D lá cỏ khô này, lá cỏ khô nhá. Tiếp theo là băng keo 3D lá cây khô. Hai mẫu 3D này toàn bộ là hai mẫu 3D mỏng các bác nhé. Rồi mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở bên dưới bên trên màn hình nhé, số điện thoại trên màn hình. Các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình này hoặc là số điện thoại bên cạnh tiêu đề. Đấy, giá thì được 120.000 một quận, đã bao ship đi toàn quốc rồi nhé các bác nhé, ship hàng đi toàn quốc rồi, giá 120 một quận. Mọi thông tin các bác vui lòng liên hệ với số điện thoại trên màn hình và số điện thoại bên cạnh cái tiêu đề của video nhé. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau nhé. Xin chào.